Xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp những câu chuyện về Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Nhận định và đánh giá về cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Giai đoạn từ khi Ủy ban lãnh đạo quốc gia ra đời cho đến ngày 30 tháng 10 năm 1967, tác giả Lâm Vĩnh Thế đăng trên Nam Kỳ Lục Tỉnh. Trong thời gian hơn 2 năm này, ông Thiệu với tư cách Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia đóng vai trò quốc trưởng của Việt Nam Cộng Hòa. Điều 3 của quyết định số 3 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ghi rõ: Ủy ban lãnh đạo quốc gia thay mặt toàn thể quân lực Việt Nam Cộng Hòa điều khiển quốc gia. Điều 5 đề ra các nhiệm vụ chính yếu của Ủy ban lãnh đạo quốc gia như sau: Ủy ban lãnh đạo quốc gia có nhiệm vụ thiết lập thể chế và các cơ cấu quốc gia cùng thành lập nội các chiến tranh. Ngay từ đầu, ông Thiệu phải biết là ủy viên phụ trách điều khiển hành pháp sẽ đóng vai trò thủ tướng và điều khiển cái gọi là nội các chiến tranh của Ủy ban lãnh đạo quốc gia sẽ phải thành lập theo điều 5 nói trên. Tại sao ông chấp nhận làm chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, tức là quốc trưởng, và để cho ông Kỳ làm chủ tịch Ủy ban hành pháp trung ương, tức là thủ tướng? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần quyết duyệt lại tình hình các tướng lãnh tại thời điểm đó. Vào thời điểm giữa tháng 6 năm 1965, năm vị trung tướng là Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Nguyễn Ngọc Lễ, Lê Văn Nghiêm và Mai Hữu Xuân đều đã được cho giải ngũ. Sắc lệnh số 119 QTSL ngày 24 tháng 5 năm 1965 do Quốc trưởng Phan Khắc Xỉu ký. Như vậy, chỉ còn lại 5 vị trung tướng là Phạm Xuân Chiểu, Tôn Thất Đính, Trần Văn Minh và Trần Ngọc Tám, Nguyễn Văn Thiệu. Trong các vị này, tướng Đính là thất thế nhất. Ông không bị cho giải ngũ cùng với các tướng Đôn, Kim, Lễ, Nghiêm, Xuân chỉ vì ông chưa đủ 25 năm quân vụ. Ông phải chấp nhận giữ chức Tổng Thanh tra Quân lực kiêm Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Quân huấn thuộc loại ngồi chơi xơi nước. Tướng Trần Ngọc Tám, tuy không thuộc đối tượng cần loại bỏ như các tướng Đà Lạt nhưng cũng không được tin cậy và ông phải chấp nhận giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quốc tế Quân viện. Tướng Trần Văn Minh khi đã đảm nhận chức vụ Tổng Tư lệnh thay thế tướng Khánh ngày 14 tháng 5 đổi danh hiệu trở lại là Tổng Tham mưu trưởng, nhưng ông cũng sẽ không giữ chức vụ này được bao lâu. 2 tháng sau, ngày 15 tháng 7 năm 1965, ông sẽ phải bàn giao chức vụ cho Tổng Tham mưu trưởng lại cho tướng Nguyễn Hữu Cò để rời Việt Nam đi làm đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Tunisia, Bắc Phi. Như vậy, thực sự chỉ còn hai vị trung tướng có uy tín có thể đứng ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa là Trung tướng Phạm Xuân Chiểu, thâm niên cao hơn, và Nguyễn Văn Thiệu, kém thâm niên hơn. Về phía các tướng trẻ thì nổi bật nhất, có lẽ quyền lực nhất là hai vị thiếu tướng Nguyễn Chánh Thi, tư lệnh vùng 1, và thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, tư lệnh không quân. Theo hồi ký của Đại tá Phạm Văn Liễu, lúc đó đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia, thì các tướng lãnh họp để chọn người đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia và Chủ tịch Ủy ban hành pháp trung ương thì hai vị tướng được mọi người đề cử là hai tướng Phạm Xuân Chiểu và Nguyễn Chánh Thi. Ông Chiểu từ chối không nhận đề cử của tướng Thiệu, tướng Thi cũng từ chối đề cử tướng Kỳ, cả hai ông Thiệu và Kỳ đều vui vẻ chấp nhận. Điều này cũng được chính tướng Thi xác nhận trong cuốn hồi ký của ông. Chỉ khác là ông Thi cho biết sau khi ông từ chối không nhận sự đề cử của các tướng lãnh thì chính ông Thiệu đề cử tướng Kỳ. Ông viết như sau trong cuốn hồi ký: sau đó Nguyễn Cao Kỳ được Nguyễn Văn Thiệu yêu cầu công tác đứng ra lập chính phủ và đằng sau đã có bọn phù thủy Mỹ che chở. Tôi còn nhớ rất rõ, sau khi nói vừa chấm dứt được nghỉ mấy phút giải lao, tự nhiên Nguyễn Văn Thiệu đi ngang ghé tai tôi nói nhỏ: để cho thằng Kỳ làm đi. Nói xong nhìn tôi cười liếc. Chúng ta không thể biết chắc chắn những chi tiết trình bày trong cuốn hồi ký của tướng Thi có hoàn toàn đúng sự thật hay không, nhưng nó phù hợp với tình hình chính trị lúc bấy giờ và cũng phù hợp với cá tính của tướng Thiệu. Tình hình chính trị tại thời điểm này là trong vòng chưa đến 2 năm, từ tháng 11 năm 1963 đến tháng 6 năm 1965, kể từ khi chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ, đã có liên tiếp bốn chính phủ: Nguyễn Ngọc Thơ, Nguyễn Khánh, Trần Văn Hương và Phan Huy Quát. Trong đó có đến 3 chính phủ tồn tại không hơn 4 tháng và rất nhiều vụ đảo chánh hoặc âm mưu đảo chánh, cũng như không biết bao nhiêu vụ biểu tình xuống đường, bạo động của các phe phái tôn giáo và thanh niên sinh viên học sinh.
Ông Thiệu với cá tính luôn luôn tính toán, không tin là một chính phủ mới, dù là nội các chiến tranh hay nữa, có thể tồn tại lâu hơn 4 hoặc 5 tháng. Và một khi đã nhận làm và thất bại thì chắc chắn sẽ bị cháy tên và sẽ không còn cơ hội lần thứ hai. Chính vì thế, ngay từ cuộc họp này ngày 24 tháng 1 năm 1965, khi được các tướng lãnh bỏ phiếu đề cử ông làm thủ tướng, ông đã từ chối ngay. Do đó, lần này cũng vậy thôi, thà nhận trách nhiệm làm quốc trưởng, tức chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia, chứ không dại gì chịu nhận làm thủ tướng, chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương. Đây là một tính toán sai lầm của Tướng Thiệu, và suýt chút nữa nó đã làm tiêu ma luôn sự nghiệp đang lên của ông, như chúng ta sẽ bàn đến ở trong phần sau. Trong suốt thời gian tập sự cầm quyền này, như đã trình bày ở trên, chúng ta thấy rõ cách hành xử và ứng phó của Tướng Thiệu trước tình hình chính trị vô cùng khó khăn và phức tạp của Việt Nam Cộng Hòa. Còn về vấn đề đối với đồng minh Hoa Kỳ thì sao? Chúng ta đã biết cá tính suy nghĩ thận trọng trước mọi vấn đề của Tướng Thiệu. Như vậy, chúng ta có thể tin chắc rằng ông không thể không nhìn thấy chính sách dùng người của Hoa Kỳ. Khi còn có giá trị lợi dụng cần thiết cho đường lối và chính sách lược của họ thì họ đề cao và ủng hộ hết mình. Khi không còn lợi ích cho việc thi hành đường lối chính sách của họ thì họ thẳng tay loại bỏ không thương tiếc. Từ năm 1963 đến năm 1965, trong vòng 2 năm ngắn ngủi, Hoa Kỳ đã dùng đủ mọi cách để loại bỏ ba nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa là Ngô Đình Diệm, Dương Văn Minh và Nguyễn Khánh. Trong cả 3 lần Hoa Kỳ thi hành những chính sách thay người này, Tướng Thiệu đều có tham dự một cách tích cực cả. Lần thứ nhất, trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, ông là người chỉ huy sư đoàn 5 bộ binh tấn công vào Dinh Gia Long và thành Cộng Hòa. Lần thứ hai, trong vụ chỉnh lý ngày 30 tháng 1 năm 1963, vô hiệu hóa quốc trưởng Dương Văn Minh và bắt giam các tướng Đôn Xuân Kim Đính, ông cũng ngả theo phe của Tướng Khánh. Lần thứ ba, sau cuộc đảo chính của Đại tá Phạm Ngọc Thảo ngày 19 tháng 2 năm 1965, ông cùng các tướng trẻ trong Hội đồng Quân lực đã loại Tướng Khánh ra khỏi chức vụ Tổng Tư lệnh và buộc Tướng Khánh phải rời khỏi Việt Nam vĩnh viễn. Qua các việc trên, Tướng Thiệu chắc chắn phải hiểu là tuyệt đối không thể làm mất lòng người Mỹ nếu muốn tiếp tục nắm quyền tại Việt Nam Cộng Hòa. Vì người Mỹ có thể dùng nhiều cách, kể cả đảo chính, để loại bỏ cấp lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa mà họ không thích hoặc không sử dụng được. Đặc biệt là trường hợp đối với Tướng Khánh. Khi Tướng Khánh thực hiện vụ chỉnh lý ngày 30 tháng 1 năm 1964, Hoa Kỳ ủng hộ ngay từ đầu và sau đó đã đánh bóng đề cao Tướng Khánh rất nhiều. Nhưng chẳng bao lâu sau họ nhận ra Tướng Khánh không phải là người hùng mà họ nghĩ và mong muốn. Ông đã để cho tình hình chính trị của Việt Nam Cộng Hòa ngày càng rối loạn khi xảy ra vụ Hội đồng Quân lực giải tán Thượng Hội đồng Quốc gia. Đại sứ Taylor rất tức giận và trong cuộc gặp gỡ tại văn phòng của Tướng Khánh, sau khi Tướng Khánh xác nhận là chính ông chịu trách nhiệm về việc giải tán Thượng Hội đồng Quốc gia, Đại sứ Taylor đã buông lời đe dọa Tướng Khánh nguyên văn như sau. Indes Kay get ready to leave the position of come in chief and to leave country. Xin tạm dịch sang Việt ngữ như sau. Trong trường hợp này, ông hãy chuẩn bị rời chức vụ Tổng Tư lệnh và ra khỏi nước. Hai tháng sau, như đã trình bày ở trên, Tướng Khánh bị loại khỏi chức vụ Tổng Tư lệnh và bị buộc phải rời khỏi Việt Nam đúng như lời đe dọa trước đó của Đại sứ Taylor. Vì thế, trong suốt thời gian mà ông giữ cương vị quốc trưởng, chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia cũng như cả sau này khi ông đã trở thành tổng thống đệ nhị Cộng Hòa, ông rất cảnh giác đối với người Mỹ và lúc nào cũng lo sợ bị đảo chính. Trong cuốn hồi ký của mình, đại tá Phạm Văn Liễu lúc đó giữ chức vụ tổng giám đốc cảnh sát quốc gia đã mô tả nỗi lo sợ này của Tướng Thiệu như sau: mỗi lần ở Sài Gòn có tin đồn đảo chính là Tướng Thiệu lại bay xuống Cần Thơ tái túc. Nhiều khi mới 6-7 giờ sáng đã thấy Tướng Thiệu bơ phờ xuất hiện ở phi trường Bình Thủy. Trở lại việc Tướng Thiệu đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, tức Quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa. Như trên có nói, đây là một tính toán sai lầm của Tướng Thiệu. Chính phủ Nguyễn Cao Kỳ hay nội các chiến tranh đã tồn tại hơn 2 năm và ngày một vững mạnh, vượt qua được tất cả những cuộc khủng hoảng chính trị rất nghiêm trọng. Và dĩ nhiên, uy tín cá nhân của Tướng Kỳ trong quân đội cũng như quyền hành của Tướng Kỳ với tư cách Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, tức Thủ tướng, ngày càng tăng và được củng cố rất vững vàng. Vai trò và uy thế của Tướng Thiệu đã bị giảm thiểu nặng nề. Đại tá Phạm Văn Điếu đã có những ghi nhận như sau trong cuốn hồi ký của ông. Tướng Thiệu sử dụng Dinh Gia Long làm
Phủ, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia bên mé trái của tòa nhà, ngoài dăm ba sĩ quan làm việc với Tướng Thiệu ở Sudan Nam ra, không có mấy người lui tới. Theo dư luận hồi đó, bao nhiêu quyền hành, công việc do Tướng Kỳ thâu tóm hết. Tướng Thiệu chỉ là một thứ bù nhìn, dữ dưa. Tướng Thiệu cũng hiểu vậy, cố gắng chịu đựng, ngậm bồ hòn làm ngọt, ngầm chiêu binh mãi mãi chờ thời. Sau khi hiến pháp mới được ban hành vào ngày 1 tháng 4 năm 1967, nội các chiến tranh tích cực chuẩn bị bầu cử Tổng thống và Thượng nghị viện sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 1967. Vị thế của Tướng Kỳ đã hoàn toàn chế ngự chính trường của Việt Nam Cộng Hòa. Ông được sự ủng hộ của các tướng tư lệnh vùng và như thế cũng có thể nói là có luôn sự ủng hộ của các vị tỉnh trưởng vì các vị này đều là người thân tín của tướng tư lệnh vùng. Trong Quốc hội lập hiến, ông cũng được sự ủng hộ của một số dân biểu quan trọng. Nhờ vậy, Quốc hội lập hiến khi thảo luận về hiến pháp đã đồng ý thông qua điều khoản ấn định tuổi tối thiểu để ứng cử Tổng thống là 35 thay vì 40, lúc đó Tướng Kỳ được 37 tuổi và Tướng Thiệu 43 tuổi. Trong một cuộc họp báo tại Đà Lạt ngày 12 tháng 5 năm 1967, Tướng Kỳ tuyên bố sẽ ra ứng cử Tổng thống. Một tuần lễ sau, ngày 19 tháng 5 năm 1967, Tướng Thiệu cũng cho biết sẽ ứng cử Tổng thống. Việc này làm cho hai tướng lãnh lo ngại số phiếu quân nhân có thể bị chia sẻ giữa hai liên danh riêng rẽ của hai tướng Thiệu Kỳ và một liên danh dân sự có thể đắc cử. Các tướng thuộc phe Tướng Kỳ đã cử Thiếu tướng Nguyễn Đức Thắng đến gặp Tướng Thiệu để thuyết phục Tướng Thiệu rút lui, nhưng Tướng Thiệu không đồng ý, nhất định từ chối. Điều này bộc lộ bản tính làm chính trị phải lì của Tướng Thiệu. Hiểu theo nghĩa tích cực, lì tức là có quyết tâm cao, đã làm một chuyện gì thì sẽ cố gắng làm cho đến cùng, nghĩa là có kiên nhẫn. Tướng Thiệu rõ ràng là người có đức tính này, ông cũng tỏ ra là một người có tinh thần làm việc nghiêm chỉnh, ngược hẳn so với Tướng Kỳ. Đại tá Phạm Liễu cũng đã có những nhận xét khách quan đối với hai vị tướng như sau. Tôi được giao trách nhiệm tổ chức lễ ra mắt chính phủ quân đội vào ngày 19 tháng 6. Trước ngày 19 tháng 6, anh Như Phong nhờ tôi đem hai bài diễn văn do anh soạn thảo với hai vị chủ tịch. Khi ghé nhà ông Kỳ trong trại Phi Long, ông Kỳ đang bận đánh mặt trưởng với Mỹ sư quan không quân. Thấy tôi, Tướng Kỳ ra phòng khách nghe tôi trình bày về chương trình buổi lễ. Khi tôi chưa bàn thảo bài diễn văn cho ông Kỳ, ông ta hở hững đón nhận, nói qua tiếng cười, cứ để lại cho tôi, tối tôi sẽ coi, bây giờ còn đang dở ván mặt trưởng. Hiểu tính ông, tôi xin rút lui để ông đỡ mất hứng. Thái độ Tướng Thiệu chững chạc hơn ông Kỳ nhiều. Khi tôi đưa ra bàn thảo và bài diễn văn, ông Thiệu kêu người pha trà mời tôi rồi thận trọng duyệt lại bàn thảo. Ông Thiệu đọc đi đọc lại nhiều lần, cân nhắc từng câu, từng chữ, có khi đến cả dấu chấm, dấu phẩy trong bài. Sự tương phản giữa ông Thiệu và ông Kỳ quá rõ ràng. Mặc dù ông Thiệu lúc ấy chỉ có hư vị nên thái độ khiêm tốn hơn, thận trọng hơn, nhưng nói về bản chất của một cấp lãnh đạo và chỉ huy, ông Thiệu có vẻ được chuẩn bị sẵn và được một ban cố vấn có khả năng tiếp sức. Về tính cẩn trọng này của ông Thiệu, chúng ta sẽ có dịp biết thêm khi xét về những giai đoạn mà Tổng thống. Ông đã là Tổng thống qua các nhận xét của những nhân vật thân cận như Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng hoặc Cố vấn Nguyễn Văn Ngân. Trong thời gian nắm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, tức Quốc trưởng, Tướng Thiệu đã chứng tỏ khả năng chính trị của ông qua một số sự việc quan trọng, nhất là vụ biến động miền Trung năm 1966. Ngày 13 tháng 3 năm 1966, Hội đồng Tướng lãnh gồm các chỉ huy địa phương nhóm họp tại Bộ Tổng tham mưu và biểu quyết với 32 phiếu thuận và 4 phiếu trắng cho Tướng Nguyễn Chánh Thi nghỉ việc. Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân được cử lên thay làm tư lệnh vùng 1 kiêm đại biểu chính phủ. Đây là một cuộc hàng chính trị lớn nhất trong thời gian cầm quyền của chính phủ Nguyễn Cao Kỳ, tức nội các chiến tranh. Cuộc khủng hoảng chính trị này rất phức tạp và ảnh hưởng đến 1/4 lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Ngay sát vùng giới tuyến giữa hai miền Nam Bắc trên gây ra rất nhiều bối rối khó khăn cho các tướng Nguyễn Cao Kỳ và cả Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Sau khi Tướng Thi bị cách chức tư lệnh vùng 1 vào ngày 13 tháng 3 năm 1966, chỉ trong một thời gian rất ngắn mà đã có 4 lần thay đổi tướng tư lệnh vùng 1 như sau. Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân từ ngày 13 tháng 3 năm 1966 đến ngày 8 tháng 4 năm 1966. Trung tướng Tôn Thất Đính từ ngày 9 tháng 4 năm 1966 đến ngày 15 tháng 5 năm 1966. Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao từ ngày 16 tháng 5 năm 1966 đến ngày 30 tháng 5 năm 1966. Thiếu tướng Hoàng Xuân Lãm từ ngày 31 tháng 5 năm 1966. Điều này cho thấy Ủy ban lãnh đạo quốc gia mà chủ tịch là Tướng Thiệu đã rất lung túng và
và phạm nhiều sai lầm trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị này. Nó cho chúng ta thấy rõ tính cách tập sự cầm quyền của Tướng Thiệu trong giai đoạn này, đồng thời nó cũng cho thấy rõ là Tướng Thiệu đã học tập và có kết quả tốt khi ông biết kết hợp cả hai mặt quân sự và chính trị, vừa cương vừa nhu trong giai đoạn cuối khi kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị này. Chúng ta hãy xem lại diễn biến của việc giải quyết cuộc khủng hoảng để thấy rõ sự trưởng thành về chính trị của Ủy ban lãnh đạo quốc gia mà Tướng Thiệu là người cầm đầu.